Sáng nay, ngày 15 tháng 9 năm 2023, dòng xe MPV hạng trung Hyundai Castin đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Mẫu xe này có 3 phiên bản là 1.5T tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và 2.0T cao cấp. Giá bán của 3 phiên bản này lần lượt là 850 triệu, 945 triệu và 999 triệu đồng. Có thể thấy sự khác biệt khá lớn về giá bán giữa 3 phiên bản của Hyundai Castin. Vậy trang bị của 3 phiên bản có chênh lệch nhiều hay không? Mời các bạn cùng tìm hiểu điều đó. Theo bảng thông số kỹ thuật do Hyundai công bố, 3 phiên bản của Castin có nhiều điểm chung về mặt trang bị ngoại thất. Theo đó, cả 3 phiên bản này đều được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn pha LED với tính năng tự động bật tắt, đèn LED định vị ban ngày, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ, đèn hậu LED và anten vây cá mập. Tuy nhiên, ở bản tiêu chuẩn, mẫu MPV này chỉ dùng vành hợp kim 17 inch, trong khi hai bản còn lại được trang bị loại 18 inch. Lốp tương ứng với hai loại vành này là 225/60:17 và 225/55:18. Ngoài ra, bản tiêu chuẩn còn đi kèm ốp hốc lốp màu đen thay vì sơn cùng màu thân xe như hai bản còn lại. Bản tiêu chuẩn cũng không có đèn bậc cửa, cửa sổ trời đôi hay cửa cốp chỉnh điện. Bên cạnh đó, bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị cửa trượt chỉnh điện bên phía hành khách thay vì hai bên. Về mặt kích thước, cả 3 phiên bản của Hyundai Castin đều sở hữu chiều dài 4.950mm, chiều rộng 1.850mm, chiều cao 1.725mm, chiều dài cơ sở 3.055mm và khoảng sáng gầm xe 170mm. So với ngoại thất, sự khác biệt về trang bị nội thất giữa 3 phiên bản được thể hiện rõ ràng hơn. Theo đó, bản tiêu chuẩn của Hyundai Castin chỉ có hệ thống âm thanh 4 loa, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ chỉnh điện một chạm ở ghế lái. Bản tiêu chuẩn thiếu những trang bị như là mát, sưởi hàng ghế sau, sạc không dây ở hai hàng ghế và rèm che nắng hàng ghế thứ hai. Những trang bị như ghế lái nhớ vị trí và làm mát, sưởi hàng ghế trước chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Bên cạnh đó là những trang bị nội thất tiêu chuẩn của Hyundai Castin như ghế, vô lăng bọc da, bảng đồng hồ với màn hình màu TFT LCD 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, nút bấm chuyển số CPIE, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Có một điều khá đáng tiếc ở Castin là hai bản 1.5T tiêu chuẩn và 1.5T đặc biệt không có hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smart Sense. Hai bản này chỉ đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước sau, cảm biến áp suất lốp, kiểm soát hành trình Cruise Control, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Bản 1.5T đặc biệt sẽ có thêm camera 360 độ và được trang bị 6 túi khí thay vì camera lùi, cũng như 4 túi khí như bản tiêu chuẩn. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ được bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Smart Cruise Control, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng và cảnh báo người lái mất tập trung. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu MPV này là hai tùy chọn động cơ xăng. Trong đó, hai bản 1.5T tiêu chuẩn và 1.5T đặc biệt dùng động cơ 1.5 turbo G, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực, tại tua máy 5.500 vòng trên phút cùng mô men xoắn cực đại 253 Nm, tại giải tua máy 1.500 đến 4.000 vòng trên phút. Động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 9,9 giây. Riêng bản cao cấp nhất sở hữu động cơ 2.0 turbo G, cho công suất tối đa 236 mã lực tại tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 353 Nm, tại giải tua máy 1.500 đến 4.000 vòng trên phút. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 8,2 giây. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Xe có 4 chế độ lái Drive Mode là Eco, tiết kiệm, comfort thoải mái, sport thể thao và smart, thông minh. Hệ thống treo của mẫu MPV này không thay đổi theo phiên bản. Tất cả đều dùng hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh cân bằng phía sau. Tại Việt Nam, Hyundai Castin sẽ là đối thủ cạnh tranh của Toyota Innova Cross, thế hệ mới sắp ra mắt vào tháng 10 năm nay.